sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành tâm kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Chương trình Dương Lành Cửa Phật trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý vị, chương trình Dương Lành Cửa Phật là một chương trình được mở ra để cho các học viên, các Phật tử gần xa mượn nơi đây để nói lên những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình về những cái hiểu biết của mình trong thời gian tu học và những cái thay đổi trong đời sống bản thân mình, của gia đình cũng như là trong xã hội. Hôm nay chương trình hân hạnh được đón tiếp một Phật tử đang sinh hoạt tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc trở lại với chương trình hôm nay, đó là Phật tử Diệu Minh. Xin chào Phật tử Diệu Minh. Trước hết xin mời Diệu Minh có lời chào đến quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Diệu Minh xin kính chào quý khán thính giả của đài TV 57.15 của Viện Bồ Đề Phật Quốc, và chào cô. Dạ. Hôm nay Diệu Minh có khỏe không? Dạ, cảm ơn cô, con khỏe. Dạ, dạ. Rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện bữa nay ha. Dạ. Dạ. Thì là một Phật tử thì trước đây thì chắc là Diệu Minh cũng có đi lễ Phật đúng không? Thì do là chưa hiểu nhiều về những cái lời Phật dạy cho nên là khi lễ Phật như vậy thì mình cầu nguyện những gì ạ? Dạ thưa cô, lúc mà chưa trước khi học và hiểu nhiều về Phật học thì Diệu Minh đi chùa chỉ đơn giản là cầu xin Phật gia hộ cho mình và gia đình được thân tâm an lạc, khỏe mạnh. Mỗi lần đi học hay là đi thi thì đi cầu Phật cho con được sáng suốt thi đậu. Dạ. Dạ. Vậy mình cầu vậy thấy có được không? Có đạt được những điều mình cầu không? Dạ, nếu mà mình cứ đặt lòng tin vào vào Đức Phật thì có khi mình thành công, có khi cũng không thành công, nhưng mà mình cũng có một cái niềm tin vào Đức Phật dạ từ hồi lúc còn nhỏ. Dạ, nếu mà không được chắc nói là Phật không lên. Dạ. Dạ, bây giờ khi mà mình đã hiểu ít nhiều về những cái điều Phật dạy thì bây giờ khi lễ Phật thì trong lòng mình suy nghĩ như thế nào? Dạ, từ lúc mà bắt đầu đi học hỏi và hiểu biết thêm về Phật học thì Diệu Minh nghe thầy giảng là mọi chuyện đều từ nhân quả của chính mình. Mình gieo duyên, mình gieo hạt giống lành thì mình sẽ nhận quả lành. Thì lúc mà mỗi lần mình đi lễ Phật thì Diệu Minh chỉ nghĩ là mình lễ pháp tánh, lễ cái Phật tánh của Phật, thì mình chỉ là cầu xin Phật gia hộ cho con được thân tâm an lạc rồi vượt qua mọi chướng duyên để con tiếp tục trên con đường tu học Phật pháp. Dạ. Yeah. Yeah. Mình lạy Phật là lạy cái ân đức của Phật. Dạ. Yeah. Mình cũng hiểu rằng là trong mình cũng có cái Phật tánh đó. Dạ. Yeah. Yeah. Con nghĩ là nếu mà mình làm việc tốt, mọi chuyện nhân quả, mình thí dụ như mình muốn là cuộc sống bình an thì mình giữ giới cấm, thì giống như là mình muốn sức khỏe thì mình biết chăm sóc bản thân của mình, hoặc là đi làm việc mà mình muốn công việc của mình thuận lợi thì mình làm việc đàng hoàng, chánh đáng, thì như là Phật dạy là chánh nghiệp. Như vậy thì khi mà lâu nay đến sinh hoạt tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc thì Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc có giúp được gì cho bản thân Huệ Minh trong cái việc mà tiếp thu nắm bắt được những cái giáo lý của Đức Phật? Dạ, từ lúc mà biết về Viện Bồ Đề Phật Quốc thì Diệu Minh coi chỗ này như là ngôi nhà tâm linh của mình. Thì mỗi tuần mà khi là Diệu Minh có cơ hội trở về chùa, trở về Viện Bồ Đề Phật Quốc học hỏi và sinh hoạt
thì mình cảm thấy những cái lo toan ưu phiền của ngoài đời của mình đều để ngoài cửa. Mình vô đây mình học hỏi, mình học hỏi giáo pháp của Đức Phật, mình cảm thấy tâm của mình mát mẻ ra và mình đầu óc mình sáng suốt ra để mình trở về mà mình áp dụng những cái gì mình học vào những cuộc sống hiện tại của mình. Thì những cái hiểu biết đó nó đến với mình như thế nào? Nó đến mình chợt nhận ra hay là nó đến từ từ, nó ngấm từ từ trong cái tâm thức của mình? Những cái mà hiểu biết thì có khi nó cũng đến chợt ra, còn những khi mình ra ngoài đời mình thấy ô những đó mình nhớ lại là những gì mình đã học, thì mình nói ô những gì mình đã học mình sẽ cố gắng mình đem những cái gì mình học mình áp dụng vào cuộc sống ngoài đời của mình để mình sẽ làm cho cuộc sống của mình nó thêm an lạc và nhẹ nhàng hơn. Như vậy thì khi mình thấy trong tâm thức của mình nó có cái sự chuyển hóa theo cái chiều hướng tốt đẹp như vậy thì trong tâm mình cảm thấy nó như thế nào ạ? Thì lúc mà mình hiểu nhiều và mình hiểu thêm về Phật học thì mình cảm thấy tâm của mình nó rất là nhẹ nhàng, mọi chuyện đều do duyên. Và nếu mình học biết thêm nhiều về quán chiếu, mình biết quán tâm của mình biết là vô thường, mọi chuyện đều vô thường, thì mình nghĩ thôi mỗi mỗi khi mà mình giận ai hay là mình muốn làm một chuyện gì đó thì mình nghĩ ôi cuộc sống này rất là vô thường, tại sao mình phải giận người này, tại sao mình phải làm những cái chuyện như vậy, rốt cuộc thì mình có được cái gì. Thì khi mà mình thấy được cái lợi ích của cái việc học Phật pháp như vậy thì mình chia sẻ trải nghiệm của mình đối với những người xung quanh của mình như thế nào và những người đó người họ đón nhận như thế nào ạ? Thì lúc mà học hiểu thêm một chút ít về Phật học thì về nhà thì Diệu Minh cũng tìm cơ hội, tìm những lúc mà mình thích hợp để mình chia sẻ với người nhà, ba mẹ của Diệu Minh và ông xã của Diệu Minh. Thì những gì mình học thực tế nhất á, là mình thay đổi con người của mình. Thí dụ như mình nói chuyện hay là mình gì đó thì mình cũng áp dụng Phật pháp, Phật học vô mình nói, thí dụ như mình không có giận hờn nhiều, rồi thí dụ như những cái chuyện gì mà mình cảm thấy mà mình có thể giải quyết nhẹ nhàng, ôn hòa thì mình sẽ áp dụng những cái gì mình học vào cuộc sống hàng ngày của mình. Cái việc làm đó có thấy khó khăn không? Đôi lúc thì cũng có khăn, tại vì nhà của Diệu Minh là ba mẹ và ông xã thì cũng có tin sâu về nhân quả, học mà biết về Phật Phật pháp, nhưng mà cũng chưa có phát tâm là đi học mà để mà tìm hiểu sâu hơn về Phật pháp. Thì những khi mà mình học những gì mà mình mà những người khác mà khó hiểu thì mình cũng phải bỏ thời gian chút xíu để mà mình giải thích, một lần không được thì hai lần hay là ba lần thì từ từ cũng thấm. Cũng hy vọng là thay đổi. Thì từ lúc mà Diệu Vinh đem những cái kiến thức đó về mà mình chia sẻ cho gia đình thì mình cảm thấy gia đình của mình rất là nhẹ nhàng, thoải mái và Yên ấm hơn yên ấm. ha. mọi người thấy vui vẻ hơn. Còn những cái em bé mà sinh ra ở đây thì nó đón nhận có nói chuyện với nó về những cái hiểu biết của mình về Phật pháp hay không ạ? Dạ có, dì Minh có một đứa con gái 8 tuổi thì bé không có hiểu tiếng Việt nhiều, nhưng mà mỗi lần mà đi chùa đó thì về nó hỏi mommy hôm nay học cái gì, thì dì Minh có kể cho nó nghe thì mình giống như là mình dịch lại, thì thầy nói là mình không có tham lam, mình biết bố thí giúp đỡ người nghèo thì mai mốt những người đó giúp đỡ lại cho mình. Thì bây giờ nó nghe vậy nó nói mỗi lần mà đi xe tới cái chỗ mà góc đường có người xin tiền nữa và nó mới bị đồ giúp biếu tiền cho họ. Nó nhắc nhà thì hy vọng là những kiến thức của Diệu Minh học thì mỗi ngày mình truyền một chút chút một chút ít về cho con của mình, thì hy vọng là nó sẽ lớn lên với lại một cái kiến thức Phật học mà mình có được. Như vậy chứng tỏ là em bé đã có
ý thức được những cái điều tốt phải làm ha. Yeah. Đó là một cái điều rất là hay, rất yeah. là tốt. Yeah. Mà Hội Phương Chuyên thấy là bản thân Diệu Minh làm được như vậy là rất là tốt rồi. Yeah. Bây giờ rất là tốt. Đúng rồi. Yeah. À, thì hiện nay Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc có cái chương trình đào tạo và có tất cả là 12 vị giáo thọ sư, và chúng ta có các cái chương trình tu học hai buổi trong một tuần, gồm có là tu học cuối tuần cũng như là tu học về Bát Quan Trai. Rồi chúng ta có các cái chương trình chuyên học như là các cái chiều tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chiều thứ bảy. Thì Diệu Minh đã tham gia chương trình nào và có mang lại cái lợi ích gì cho mình trong cái cuộc sống hay không, trong cái tu học hay không? Dạ, chị Minh thì có theo dõi chương trình trên TV và mỗi tuần có về chùa học lớp Phật Pháp căn bản của Thầy Giám Viện Thích Huyền Châu giảng mỗi tuần thứ bảy. Thì qua những cái môn học và những lời giảng kinh Thầy giảng thì mình cảm thấy rất là những kiến thức nó rất là vô cùng quý giá, mà phải nói là một đại duyên lành mà trong kiếp này Diệu Minh có được để mà mình học Phật Pháp, mình tâm của mình trở thành an lạc, và từ đó mình sẽ có những chánh kiến để mà mình bước vào con đường giải thoát, hy vọng là giải thoát khỏi trầm luân sanh tử. Đó là một cái quá trình kiên trì phấn đấu học hỏi rất là lâu dài. Vậy thì thấy được cái ích lợi như vậy thì bản thân Diệu Minh có làm gì để làm cho cái chương trình giảng dạy Phật Pháp của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc nó được vững mạnh lên thêm không ạ? Dạ, con cũng luôn cầu chúc, luôn cầu xin ơn trên hộ Pháp gia hộ cho Thầy Giám Viện và chư vị giáo thọ được thân tâm an lạc, khỏe mạnh để tiếp tục giảng dạy cho hàng Phật tử của chúng con. Và Diệu Minh cũng ghi danh học Phật vào ngày 28 tháng 5 này. Để mình làm được cái gì thì mình làm. Phần Diệu Minh thì ghi danh để mà tiếp tục học và học hỏi về Phật học, và cũng hướng dẫn giúp đỡ gia đình, bạn bè và người quen nào thì Diệu Minh cũng khuyến khích họ hoặc là giới thiệu về chương trình Phật học của Viện Bồ Đề Phật Quốc để họ có hy vọng là có được đại duyên lành này để về chùa học hỏi Phật Pháp mà cùng nhau tu học trên con đường chính pháp. Thì được biết là Diệu Minh cũng còn phải đi làm ha. Nhưng mà quyết tâm sắp xếp thời gian để mà ghi danh học trong cái thời gian sắp tới như vậy là rất là đáng khích lệ. Và chúng ta thấy là cái nói là tùy duyên, nhưng mà thật ra duyên do mình tạo. Mình đã làm hết sức chưa mà mình đã bảo là tùy duyên do mình tạo mà ha. Thì Bồ Đề Phật Quốc có cái chương trình TV 57.15 có chiếu rất là nhiều chương trình Phật Pháp, thì Diệu Minh có hay xem hay không? Đài 57.15 của Viện Bồ Đề Phật Quốc thì phải nói là nếu không có đài này thì Diệu Minh không có biết giờ về Viện Bồ Đề Phật Quốc và cũng không có học hỏi nhiều về Phật học. Vì từ khi có duyên lành biết tới đài TV thì bắt đầu Diệu Minh mới có những giờ để học, những chương trình để coi, và mỗi chương trình thì chương trình nào cũng rất là bổ ích vì Thầy Giám Viện đã bỏ rất là nhiều tâm công sức vào để mà truyền bá cho kiến thức Phật Pháp cho tất cả hàng Phật tử và nói riêng và cho tất cả những người hướng tâm về Phật Pháp. Thì Diệu Minh thì mỗi tuần thứ ba và thứ năm lúc 8 giờ thì Diệu Minh đón theo xem Thầy giảng kinh, bây giờ là kinh Đại Bát Niết Bàn vào ngày thứ ba lúc 8 giờ. Rồi thứ năm thì vấn đáp Phật Pháp lúc 8 giờ. Thì hai ngày đó là Diệu Minh phải nhất định phải xem. Ngoài ra khi nào mình có giờ rảnh thì mình xem những cái chương trình bản tin hoặc là những cái chương kiến thức y khoa rồi phong phú, rồi những chương trình thiếu nhi Diệu Minh cũng giới thiệu cho
đứa con gái nó coi. Dạ, mình giới thiệu cho bạn bè này kia cái website Bồ Đề Phật Quốc .org của thầy để mà họ có thể vào đó xem thêm những cái bài giảng rất là bổ ích và thực tế cho hàng Phật tử tại gia của mình. Dạ. Vậy em bé ở nhà coi có thích không? Những người trong gia đình có coi không, có cùng coi hay không? Dạ, là mỗi người thì cũng có giờ giấc sinh hoạt khác nhau, nhưng mà một lúc nào rảnh thì mình dặn cái tivi lớn lên, mọi người đều nghe. Dạ, rồi con bé thì nó coi đài thiếu nhi của nó, thì mỗi lần mà có thầy có cái một phần là tiếng Việt, một phần là tiếng Anh, thì nó nói là dặn đài tiếng Anh cho nó thì nó dễ hiểu hơn. Rồi thì mình cũng có dặn đài tiếng Anh, đài chương trình thiếu nhi mà tiếng Anh để cho bé nó hiểu rộng hơn, nhưng mà mình cũng ráng khuyến khích nó hiểu tiếng Việt nhiều hơn một chút, nhưng mà hiện giờ thì mình có thể cho nó coi đầy tiếng Anh nhiều. Với mình cũng coi cái phần mà đọc tiếng Việt đó, kể chuyện về tiếng Việt, rằng có gì mình giải thích cho nó, mình nắm cái ý tiếng Việt, xong rồi đương nhiên là những cái từ Phật pháp nhiều khi nó rất là khó hiểu, cho nên là mình coi cái phần tiếng Việt, xong rồi mình căn cứ vào đó mình giải thích cho nó những cái chỗ mà nó không hiểu ở cái phần tiếng Anh. Thì đó, thì mình cũng ráng để mà học mà đọc coi những chương trình đó, là mình tóm gọn mình ý chính của những cái chương trình đó, mình nói cho nó biết, để mình hướng dẫn nó theo một con đường, một cái suy nghĩ mà chánh pháp. Tự nhiên thấy là bé như vậy là khá là ngoan. Và vậy mình cũng biết là Viện Phật Học đến đây thì chúng ta, thầy đã mở ra được 6 năm rồi, và chúng ta đang có một cái chương trình cao đẳng, một cái chương trình khóa 2 của trung cấp, và sắp tới là chúng ta sẽ có cuối năm nay là cái lớp khóa thứ 3 của sơ đẳng, sơ trung đẳng là Diệu Minh sắp tham gia đó. Thì đây là một cái việc làm phải nói là rất là cố gắng của thầy giám viện cũng như là những người cùng chung sức với thầy. Thì đây là một việc làm rất là khó. Thì Diệu Minh có suy nghĩ gì về cái chương trình này? Phải nói là sau 6 năm học, Viện Bồ Đề Phật Quốc đã truyền trao và chỉ dạy cho Phật và chỉ dạy cho Phật tử những bài học vô cùng quý giá về Phật học. Học viên của hai lớp sơ trung đẳng và cao đẳng đã có những sự thay đổi và hiểu biết sâu rộng hơn về lời dạy của Đức Phật. Và từ đó cuộc sống của mỗi học viên chắc chắn là có sự an lạc và trong tâm của mỗi người so với lại lúc trước khi vào học. Thì đó là một cái sự dấn thân của thầy rất là đáng kính trọng. Mà bởi vì chúng ta biết là Phật giáo đem đến nước Mỹ này là từ Phật giáo châu Á là chủ yếu. Mà các cái nước khác thì người ta đã có trường đại học rồi. Thí dụ như là Đại học Phật giáo của Nhật Bản, của Đại Hàn, của Trung Hoa, thậm chí là Tây Tạng cũng có đại học, mà mình Việt Nam mình đến đây cũng lâu rồi mà mình chưa có một cái trường đại học Phật giáo, thì đó là một cái sự khiếm khuyết. Cho nên là cái sự nỗ lực, cái sự dấn thân của thầy giám viện cũng như là những người hỗ trợ bên thầy là cái điều rất là đáng kính trọng. Đó là cái điều mà bản thân Huệ Phương Duyên thấy là nó rất là cần thiết, mà chúng ta cũng nên có một cái phát tâm để mà yểm trợ cho thầy trên cái bước đường này. Thì như là Diệu Minh nói là bản thân mình đã có ghi danh học lớp sơ trung đẳng trong cái thời gian sắp tới. Đương nhiên là rất là nhiều cố gắng, nỗ lực thu xếp thời gian. Thì nếu mà mình cố gắng mình đến đây học được thì rất là tốt. Còn nếu mà thật sự khó khăn nữa thì mình có thể học online ở nhà. Thì bản thân Diệu Minh có nói cái điều này cho mọi người biết để mời gọi mọi người đến đây để mà tham gia cái chương trình giống như mình hay không ạ? Bản thân Diệu Minh thì thật sự mà nói bây giờ là công việc cũng nhiều, mình đi làm 6 giờ mới ra, nhưng mà tại vì đây là cơ hội mà Diệu Minh cảm thấy rất là quý giá trong đời này, có là đại duyên lành của mình mà thầy đã mở ra những lớp như vậy. Thầy kêu gọi mình ghi danh học, mình phải cố gắng, đây là cái sự mà một duyên lành đến cho mình
cho mỗi người của mình, mình phải biết nắm giữ cơ hội này. Thì mình có ghi danh học thứ hai, tư, sáu lúc 7 giờ đến 9 giờ tại Viện Bồ Đề Phật Quốc. Còn nếu mà mình vì lý do gì mà mình cực chẳng đã không đi được thì mình có thể học online ở nhà. Thì mình cũng đem những cái chia sẻ của mình nói cho gia đình, bạn bè và những người quen của mình, người nào có muốn biết đến cái duyên lành này thì ghi danh để mà về Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc để học. Dạ. Điều đó rất là tốt, hy vọng là Diệu Minh sẽ có nhiều bạn bè đi theo mình đi học cái lớp sơ trung đẳng sắp tới. Thì cuối cùng trước khi kết thúc chương trình thì xin Diệu Minh có vài lời nào đó gửi đến quý thính giả đang xem đài. Trước khi chia tay, Diệu Minh xin thành kính tri ân Thầy Giám Viện Thích Huyền Châu và tất cả các chư vị giáo thọ đã bỏ rất là nhiều tâm tư và sức lực để truyền trao chánh pháp về Đức Phật đến hàng Phật tử tại gia của chúng con. Qua đây, Diệu Minh cũng xin kêu gọi quý khán thính giả của đài TV 57.15, nếu ai chưa ghi danh thì ghi danh để mình học, để về Viện Bồ Đề Phật Quốc để học học hỏi về Phật Pháp. Để đây là một đại duyên lành trong kiếp này mà mình được Thầy Giám Viện và các chư vị giáo thọ đã sẵn lòng truyền trao lại cho mình những kiến thức vô cùng quý giá này. Sau khi mình học và hiểu về lời Đức Phật dạy, thì mình khẳng định là khẳng định là trong tâm của mỗi người chúng ta sẽ có sự thay đổi tích cực và an lạc hơn. Nói xa hơn nữa là tâm của mình sẽ giác ngộ và giải thoát khỏi trầm luân sanh tử. Nam mô A Di Đà Phật. Huệ Phương Dương rất là cảm ơn Phật tử Diệu Minh hôm nay đã bỏ thời gian đến đây để có cái buổi nói chuyện hôm nay, và mong rằng là những cái mong ước, những cái quyết tâm của Phật tử Diệu Minh sẽ trở thành hiện thực trong thời gian tới. Đến đây chương trình Duyên Lành Cửa Phật xin được phép nói lời tạm biệt và hẹn lại với quý khán thính giả trong lần tới. Rất mong quý khán thính giả dành chút thời gian để chúng ta thu xếp đến đây để ghi danh học Phật, bởi vì chỉ có học hỏi thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta mới có được một cái cuộc sống an lành, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Mọi sự đóng góp, ý kiến, phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính xin quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an lành.